Phần mềm BugProve rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần upload firmware cần kiểm tra lên website, và BugProve sẽ tự động phân tích và tạo ra một báo cáo bảo mật. BugProve sẽ quét sâu vào các tập tin nhị phân, xác định các thành phần từ bên thứ ba, và quét các lỗ hổng bảo mật đã biết. Trên thực tế, BugProve đã tìm thấy nhiều lỗ hổng zero-day trên các thiết bị phổ biến. Mỗi phát hiện đều đi kèm với các bước khắc phục, và chi tiết thêm về cách tăng cường bảo mật cho thiết bị. Hơn thế nữa, tính năng độc đáo nhất của BugProve là Freeze, một công cụ tự động tìm kiếm các lỗ hổng zero-day, tiềm năng, xác định các lỗi bảo mật nghiêm trọng trong mã nguồn. Trong quá trình khắc phục sự cố, BugProve cung cấp trợ lý ảo AI để hỗ trợ. Tất cả các báo cáo này có thể được chia sẻ qua đường link, hoặc định dạng PDF có thể tải xuống. Nhờ vậy, sử dụng BugProve để kiểm thử bảo mật cho thiết bị Internet of Things rất tối ưu và chính xác. Liên hệ với ASIC Cyber Security để được tư vấn về giải pháp bảo mật firmware của BugProve.